Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 8 tháng 5 loan báo Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Trump tuyên bố thỏa thuận đạt được hồi năm 2015 giữa Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc với Iran là thỏa thuận một chiều tồi tệ, lẽ ra không nên có, và Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế ở mức độ cao nhất lên Iran. Quyết định của ông Trump có nghĩa là chính phủ Iran giờ đây phải quyết định có làm theo Mỹ, tức là cũng rút ra khỏi thỏa thuận, hay là cố gắng cứu vãn những phần còn lại của thỏa thuận. Iran đã đưa ra những tuyên bố trái ngược về hành động tiếp theo của họ và câu trả lời của họ sẽ tùy thuộc vào cách ông Trump rút lui khỏi thỏa thuận như thế nào. Theo AP, quyết định của ông Trump là một cú giáng mạnh vào các đồng minh của Hoa Kỳ và làm sâu sắc thêm sự cô lập của nước Mỹ trên trường quốc tế. Các quan chức chính quyền Trump nói, cũng như với Hiệp định Tự do Thương mại TPP và Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu mà Tổng thống Trump đã tuyên bố từ bỏ, ông vẫn để ngỏ khả năng tái đàm phán một thỏa thuận khác tốt hơn theo ap dẫn nguồn từ một người được thông báo với quyết định cho biết